bộ phim Kim Tiền Đế Quốc. Đừng đánh mà. Cái thằng khốn này, mày chán sống rồi hả? Đừng mày mà. Dám tới địa bàn của anh Mập kiếm chuyện hả? Kiếm chuyện là kiếm chuyện là. Ê, ai thổi còi vậy? Có chuyện gì? Sếp ơi, trên lầu có người bị ném xuống kìa. Ê, sếp à, sếp. Ê, chỗ của anh Mập, vụ gì nghiêm trọng không vậy? Sao? Anh ta không cẩn thận vấp ngã thôi, không sao đâu. Để chúng tôi khiêng anh ta lên xoa thuốc là không sao đâu. Ha, đừng gây chuyện ở đây làm khó chúng tôi nha. Dạ, biết rồi, cảm ơn sếp. Sếp ơi, cậu ta chết rồi đó. Bà cụ à, bà già rồi, không có chuyện gì thì ngủ sớm đi. Rõ ràng tôi thấy anh ta còn mở mắt. Bà chết, anh ta còn chưa chết. Cậu ta thật sự chết rồi mà. Vậy được thôi, về đồn lấy khẩu cung đi. Mất thời gian bao lâu hả? Khoảng 2-3 ngày gì đó. Sao lâu quá vậy? Chị bà tôi về nhà nấu cơm cho con trai tôi ăn. Vậy thì đừng có nhiều chuyện quá bà già. Rõ ràng là chết rồi mà. Chuyện gì hả anh em? Sao lại có người thổi còi vậy? Không sao, có người bị té đập đầu thôi à. Bị té thì bị té, đừng có làm ồn, sao ngủ được. Sao nhìn anh ta quen quá vậy? Cảnh sát thường phục khu Cửu Long Quả Kỳ Lân đó. Con mẹ nó không biết điều, làm ồn muốn chết. Anh cũng ồn ào đó, ồn nhất chính là anh. Tụi nó bị khùng thiếu tiền thì lôi chặt đứt vài ngón tay là được rồi. Ném người ta xuống đất làm gì, làm lớn chuyện lên. Em hơi đói bụng rồi, em muốn ăn cháo cá chạch. Hả? Em mới ăn xong một cây xúc xích bự, chưa gì đói nữa hả? Cái đồ háo sắc đáng ghét này, anh muốn làm gì vậy? Anh chính là thích mấy cô gái thượng hải giống như em, nói tiếng quản kiểu không mặn không nhạt. Đã nói bao nhiêu lần rồi, người ta không phải là người thượng hải, em là người sơn tây. Sao cũng được, sơn tây hay thượng hải cũng gần giống nhau. Ai vậy? Có biết bây giờ khuya rồi không? Em là bánh lửa bò. Nè anh Quả, có 60 mấy vụ án chưa phá được, anh Lắc đang rất tức giận đó. Không bắt được người thì đành chịu thôi. Thì kêu kiếm người gánh tội. Gánh tội? Thì má của nó ra gánh đi. Muốn tìm người gánh cũng phải có mới được chứ. Thôi được rồi, ngày mai tôi tìm Minh Sì Ke ra đóng màn kịch vậy nha. Bánh lưỡi bò gọi tới hả? Ngoại trừ cái thằng vô dụng này còn ai nữa, phiền muốn chết. Tỷ lệ phán của anh Lắc thấp, mấy ông ngoại quốc kêu anh tìm người gánh tội. Kiếm đâu ra, lần nào cũng kêu anh kiếm. Đám người tế cũ chơi tennis với anh ta là được rồi. Vậy có muốn ăn khuya nữa không? Được rồi, để anh làm thêm món bánh quẩy cho em ăn. Lên đây. Đồ quỷ, anh chán sống rồi hả? Thưa má, con đi học. Qua đi, thắp nén nhang cho bà của con đi. Khó khăn lắm á mới lên được đại học, cố gắng lên nha con. Dạ con biết rồi má. Bà con đúng là không có phước, đang làm công trình thì rơi xuống, không thể thấy con lên đại học. Má dựa hết vào con đó. Má đừng vậy mà, má cứ yên tâm đi. Tạm biệt má. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng. Đúc vậy đi hả? Ơi, anh trai à, anh không sao chứ? Ê, trộm xe đạp kìa. Ê, trộm xe đạp. Trộm xe đạp kìa. Anh bắt cậu ta lại. Trộm xe đạp nè. Trộm xe đạp. Trộm xe đạp nè. Anh Quả không sao chứ? Ngón tay út của tôi hình như bị gãy rồi. Tôi phải đi bác sĩ khám đây. Đi mau lên. Xong rồi đúng không? Xong cái gì mà xong? Tới đồn lấy khẩu cung, làm nhân chứng đó. Chưa có ăn cơm đó sếp. Nè cầm lấy, ăn xong tới liền đó. Nếu không sẽ bắt anh gánh tội, có biết chưa? Nói đi. Còn cứng miệng hả? Mấy vụ án trộm cắp có phải mày làm không hả? Nhận đi. Nhận rồi sẽ cho cậu ăn tô mì thịt bò. Nếu không thì vô tù, sẽ không có mày ăn đó. Con nghe thấy không?
nghe không? Hả? Tôi tên là Hàng Chi Băng, sinh viên Đại học Hồng Kông. Tôi muốn khiêu nại. Cái gì? Nhanh quá, đánh như vậy có khi nào phát điên luôn không? Cậu mới điên nữa. Cũng sổ điện thoại đâu? Sổ điện thoại đi. Anh Quả. À vậy? Má của thằng nhóc này tới rồi anh Quả. Cứ quỳ ở bên ngoài không chịu dậy. Mặc kệ bà ta, quỳ tới sáng đi. Ai dẫn bà ta lên đây vậy? Là Dương Mị dẫn bà ta lên đây. Làm việc kiểu gì vậy? Cậu đánh trước đi. Vậy bao nhiêu? 50 đi. 50 hả? Con trai của tôi rất ngoan, nó sẽ không phạm tội đâu sếp. Tôi cầu xin các anh thả nó ra đi. Cầu xin các anh mà. Gì đây? Sếp ơi, sếp ơi, sếp, tôi cầu xin anh. Đừng, không cần đâu. Đừng có đánh con trai của tôi. Không cần. Tôi chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà bà, tôi cầu xin các anh mà. Tôi cầu xin các anh thì tốt quá. Cuối cùng cũng gặp được anh. Chuyện gì đây? Bảy là họ Hàng của vợ tôi. Anh muốn hại tôi hả? Anh lắc đang nổ điên đồ giao người kìa. Anh Quả, coi như giúp đỡ đi. Nó là cháu tôi đó. Tiền uống trà hút thuốc, tháng này tôi lo hết. Ai cũng giống như anh thì tôi khỏi làm nữa. Bắt xong rồi thả, thả xong rồi bắt, bộ tôi rảnh lắm hả? Anh lắc nổ điên, tìm đến cứu quả cũng hết cách. Vậy anh muốn sao mới chịu thả người đây? Anh lắc kêu tôi thả thì tôi thả. Anh Quả, vậy thì khỏi nói nữa rồi. Anh làm ơn giúp giùm tôi đi. Đưa bà già này về nhà. Tiền cơm, tiền hút thuốc tháng này tôi mời. Đi uống trà. Anh Quả, anh Quả. Sếp ơi, anh rể họ, anh rể họ. Anh nhất định phải cứu thằng Ban đó. Họ không chịu thả người, tôi cũng đâu còn cách nào khác chứ. Trừ phi Trừ phi cái gì hả anh rể họ? Trừ phi tìm được anh mở heo. Đó là ai vậy? Người thu tiền thuê đó. Anh ta có rất nhiều nhà cho thuê sao? Trời ơi, đừng có suốt ngày ngốc nghếch như vậy. Đi thôi. Anh rể họ à, nè. Người thu tiền thuê là gì? Họ chính là người trung gian của cảnh sát và các tụ điểm mại dâm, cờ bạc, ma túy. Mỗi tuần họ sẽ ở các tụ điểm cờ bạc ngầm, ma túy, rạp chiếu phim cấp 4 và nơi múa thoát y, thu tiền theo quy định, sau đó phân chia trung ương. Cảnh sát vào thời điểm đó tham ô là chuyện vô cùng công khai, giống như trả lương vậy. Mỗi tháng đều đến đồn cảnh sát phát tiền. Từ trên xuống dưới, ai cũng có phần. Anh không muốn lấy cũng không được. Nếu như anh không lấy thì có nghĩa là đang chống đối với toàn thế giới. Đơn vị chống tham nhũng khi đó đặt ngay tại nội bộ đồn cảnh sát. Tác dụng lớn nhất của họ chính là được chia phần lớn hơn. Người có thể nhận được sự tin tưởng của tập thể tập đoàn tham nhũng để xử lý một số lớn như vậy chính là anh ta, anh mở heo. Có người nói trước khi tổng qua thám trưởng Từ Lạc Công được thăng chức, nhận được sự giúp đỡ rất lớn của anh ta, cho nên mới giao vị trí tốt như vậy cho anh ta. Cho dù là thật hay giả thì anh Lắc sẽ có anh mở. Cũng chỉ có anh mở hiểu rõ anh Lắc đang nghĩ cái gì. Muốn anh Lắc nể tình, hy vọng lớn nhất chính là nhờ anh mở giúp đỡ. Anh mở. Dương Mỹ. Anh mở à, giúp tôi đi. Nè, anh nói với tôi chuyện này á, thằng nhóc đó rốt cuộc là ai vậy? Là cháu của tôi đó. Cháu trai, tức là nghiệt chủng của em gái người phụ nữ ngủ chung với anh sinh ra với một người khác có phải không? Câu này đủ lẹo lưỡi chưa? Người ta nói tôi nói chuyện hài hước giống Lương Tĩnh Ba. Nói không chừng tôi không làm ăn được cũng có thể đi theo cậu Tân Mã đóng phim hài. Anh mở trước giờ vẫn luôn hài hước như vậy. Dương Mỹ, làm anh em mấy chục năm rồi, không lẽ cảnh sát anh tìm tới xã hội đen chúng tôi giúp đỡ tôi cũng từ chối? Nhất định sẽ nể mặt của anh. Anh mở à, vậy làm phiền anh một chút. Tôi sợ cháu tôi không chịu nổi trong phòng tạm giam đâu. Anh yên tâm đi. Nè, toàn rẽ mặt. Anh mở, mua một chén súp Triều Châu đem tới phòng tạm giam sở cảnh sát Du Mã Địa cho thằng nhóc đó bồi bổ. Mua thêm 10 chén cơm trắng, 10 chén cháo trắng. Đó là tôi mời các anh em ăn khuya. Đi nhanh lên. Dạ biết rồi. Dương Mỹ, lần này anh nợ tôi một ân tình đó nha. Phải trả đó. Bình thường anh mở đâu có keo kiệt như vậy. Cá cũng không có một con, chỉ có chén súp. Cậu còn không hiểu hả? Mang chén súp cho thằng nhóc đó, nghĩa là nói thằng nhóc đó là người của anh ta. 10 chén cơm, 10 chén cháo, nghĩa là hỏi cậu muốn ăn cơm hay là ăn cháo đó.
Nhưng mà anh Quả à, thằng nhỏ bị chúng ta đánh như vậy, anh Lắc có trách chúng ta không? Tôi biết tôi chết liền á, cậu đánh mà, không liên quan tôi. Rượu thuốc, nhóc con à, đừng có bị cái gì nha. Tôi cầu xin cậu đó. Rượu thuốc đi. Đừng có xảy ra chuyện nha. Tôi đã tìm mấy ngày rồi cũng không thấy anh Lắc. Anh có cách tìm thấy anh ấy sao? Nữ hoàng hẹn anh ấy cũng chưa chắc tới, nhưng mà có đá banh thì anh ấy nhất định sẽ tới. Anh Cửu, sao trễ vậy? Đá nửa chừng rồi đó. Tôi ngủ quên. Ôi. Tôi đúng là một người rất giỏi nịnh bợ. 5 năm trước, lúc tôi vẫn là một cảnh sát quèn, may mắn có một cơ hội đá banh với anh Lắc. Trận bóng đó tôi liên tục trợ giúp anh ấy 3 lần để anh ấy đá vào lưới. Anh ấy vui mừng giống như đứa trẻ vậy. Kết quả nguyên đội bóng mỗi người được phát 3.000 đô. Khi đó mỗi tháng lương của tôi chỉ có 600 đô. 3.000 đô với tôi mà nói đúng là phát tài. Không lâu sau tôi thăng chức làm thường phục, đi theo anh Lắc kiếm ăn. Anh Cửu, sao trễ quá vậy? Anh Lắc không có anh bên cạnh thì không thuận lợi chút nào. Con quỷ lão thất không chịu báo thức. Thiệt là. Cô ấy muốn anh ở thêm chút thôi mà. Phiền phức. Thôi đi, nhiều vợ là vậy rồi, nhanh lên đi. Đổi người. Cậu Mảnh ra đây, nhanh lên. Ê, sao trễ quá vậy? Xin lỗi nhanh Lắc, qua đây qua đây. Thức bị hư. Đá trái banh cho tôi đi. Thằng thủ môn rất kiêu ngạo tự cao, vô cùng hống hách. Xem tôi đá bay đầu của nó nè. Sao anh tức giận vậy? Con chó mặt xệ đó lại chọc giận anh hả? Hôm qua cô ấy tìm đến chỗ của cô Liên. Cô Liên vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện. Này đèn ra lên. Sao chứ? Cái gì mà đá người hả? Đá vào rồi đó, mày không thấy hả? Vào rồi, tao không chơi nữa. Đi chỗ nào. Nè nè nè, mày có chơi đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Đi thôi. Hoa Tử Cường nó muốn mở thêm mấy căn bán hàng trắng ở làng Quế Phường. Ở chỗ đó chẳng phải có 2 căn rồi sao? Nhưng mà lão quỷ đã 3 kỳ không có nộp tiền rồi. Tại sao chứ? Ông ta nói có lô hàng bị chìm tàu cho nên không thu được tiền. Nhưng mà tôi nghe nói là ông ta thu mấy triệu đô bên Macau. Vậy thì hôm nào hẹn ông ta tới tiệm nói cho rõ đi. Tôi gọi đội phòng chống ma túy lên đó, mua chuộc một tên đàn em của ông ta, chỉ điểm ông ta là đại ca, thu hồi tiệm của ông ta, giao cho Hoa Tử Cường tiếp quản. Hiểu rồi. Hey, đúng rồi Lắc. Tôi có một đứa cháu ở Vua Mã Địa bị bắt đi gánh tội, dù không cõi 60 mấy cái tội. Quả Kỳ Lân nói anh đã dặn dò đó. Cái con mẹ đó, tôi nói vậy hồi nào chứ? Anh ta nói anh bắt phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà thật ra mấy cái chuyện như vậy kiếm mấy tên đàn em đi gánh là được rồi. Cái tên Quả Kỳ Lân đó, mặc kệ anh ta đi. Tế Cửu đâu? Nè Tế Cửu à. Ơi đây nè. Vợ của tôi tuần sau sinh nhật, cô ấy kêu tôi lấy hết mấy con bào ngư 4 đầu ra, cậu đi xử lý giùm đi. Dạ được, vậy ngày mai tôi tới chỗ của anh găm bào ngư trước. Được thôi. Tế cũ của bà chỗ tốt, nấu được bào ngư, dẫn banh tốt, con người trượng nghĩa. Nè, thứ bảy dành phần cho tôi nha. Có bài cũ chơi tất nhiên là có phần của anh rồi. Rất hợp ý tôi. Nè, cô Sasa đi theo cậu thế nào rồi? Có chút tính khí tiểu thư thôi. Cũng là tôi không tốt, chịu hư cổ rồi. Nè, tôi đã chuyển khoản 2 năm tiền sinh hoạt cho cậu rồi nghe. Cảm ơn anh Mở. Cảm ơn cái gì? Nếu không phải cậu dàn xếp giùm tôi, bây giờ tôi vẫn còn đang đau đầu đó. Tế cũ chính là chỗ nào cũng làm rất là tốt. Mấy em út của chúng ta bị mấy bả đuổi đi, chúng ta đều đổ cho cậu ta mà mấy bả cũng tin nữa. Đợi cô Liên xuất viện có khi cũng phải nhét cho cậu nữa. Đừng mà. Bây giờ đám phụ nữ ở nhà ai là ai tôi cũng không nhớ nữa. Thêm một người nữa cũng đâu có nhiều. Vậy các chị dâu chẳng phải rất cô đơn hay sao? Thì cậu ấy mới cô đơn á.
Cậu ấy có 9 cô vợ, 8 người mở, 2 bàn mặt trượt. Người còn lại thì đúng lúc đang tới tháng. Nó không chừng cậu ấy phải đi ra ngoài tìm gái. Người này 3 vụ trộm cắp, 2 vụ sàm sỡ, 1 vụ đánh người bị thương. Người này thì hút chích và tàn trữ heroin, 4 vụ chém người, 1 vụ cưỡng hiếp bà già. Người này thì tống tiền tiệm Hoành Thánh, đánh bị thương 2 bé. Người này làm tú ông, ép người làm gái, dựa vào tiền phụ nữ sinh sống, mới nhìn là biết vô họ làm rồi. Dù không người tốt kìa, còn không mau thả người. Yes sir. Nhìn cái gì? Chị kia, đứng yên đi, đừng có đi qua đi lại nữa. Bang à. Cô chừng đâu. Bang à. Cô chừng. Họ đánh con thành ra như vậy sao? Tôi nói cho các người biết, sẽ có một ngày tôi sẽ bắn toàn bộ các người. Trời ơi, đừng có nói lung tung. Anh xin lỗi nha, anh nói bị đánh trúng đầu đó. Đi thôi, sao bà còn nói nhiều như con vậy? Đi được không? Thiệt con là... Từ từ nha con. Không hiểu sao nghe cậu ta nói như vậy, đúng là có cảm giác nổi da gà đó. Thần kinh. Thần kinh. À, thật là ngại quá. Bắt đại thám trưởng với cậu tới gặp bào ngươi cho tôi. Hey, có sao đâu. Năm nào cũng do tôi làm mà. Cũng đúng. Ê, năm nay cậu được thăng chức làm thám trưởng dịch tiêu cơ, không sợ bị người ta cười sao? Không có anh Lắc ủng hộ, chức vụ dịch tiêu cơ này khi nào mới tới lượt tôi? Hẹn chi anh Lắc lại thương cậu như vậy. À, anh Lắc, đây là cô Hoa Hồng. Bạn gái mới của anh Mở cũng khá đẹp đó. Anh Mở heo biết làm người như vậy thì sao lại đưa phụ nữ tới nhà chúng tôi chứ? Người phụ nữ này ra kiếm ăn đó, tên là Hoa Hồng. Hoa Hồng. Cậu đừng có nhìn thấy cô ấy rất xinh đẹp, thật ra cô ta bán hàng trắng đó. Ngồi đi. Cô cũng gan dạ lắm. Biết bao nhiêu người muốn kiếm ăn từ kẻ tay của tứ đại gia tộc cũng bị người ta dìm xuống đáy sông. Một người phụ nữ như cô có thể đứng lâu như vậy, cô cũng rất là tài giỏi. Mấy người bạn giang hồ nể mặt thôi mà. Được. Vậy cô muốn thế nào đây? Muốn anh Lát ra mặt, chia năm thiên hạ, 3 triệu đô quà gặp mặt, những thứ khác giống như anh bả và cháu Triều Châu. Anh Lát, thật ra cháu Triều Châu bọn họ đã làm rất nhiều năm, cái gì cũng đòi hỏi. Nói không chừng cho một hai người mới vào có thể cảnh cáo bọn họ. Anh không phải là chỉ dựa vào họ. Ba triệu đô quá ít rồi. Vậy bao nhiêu mới đủ? Bây giờ là cô cầu xin tôi, cho nên cô phải tự suy nghĩ. Tôi có chút chuyện phải đi trước. Nhìn gì vậy? Anh ta là ai vậy? À, thám trưởng Dịnh Tiêu Cơ Trần Tế Cửu. Thám trưởng Bào Ngư, cô chưa nghe qua hả? Ờ, đàn em của anh Lắc. Cậu ta cũng được xem là du nịnh bợ đó. Nhưng mà cậu ta là người tốt. Ở bên cạnh của anh Lắc, người trung thành và lương thiện nhất chính là cậu ta. Nè, đi thôi. Anh thấy thế nào? Anh ta nhìn trúng cô đó. Tôi nói thiệt đó. Tôi đi với anh ta mấy chục năm, anh ta vừa nhúc nhích tôi đã biết suy nghĩ rồi. Lúc nãy anh ta nhìn cô từ đầu tới chân, lại nhìn xuống ngực. Nếu không có ý với cô đã sớm đuổi cô ra khỏi cửa. Nhưng mà tôi không thể chấp nhận anh ta. Vậy thì hết cách rồi, tìm cách khác thôi. À, đợi cô đó.
Ê, đang suy nghĩ mà. Suy nghĩ gì mà lâu dữ vậy? Ba ơi, đánh lẹ lẹ đi. Ê, trễ vậy còn chưa ngủ hả? Ồn ào như vậy làm sao mà ngủ? Lại ăn nữa hả? Tới lượt cô kìa. Ừ, con này đi. Bình Bình là vợ cả của tôi. Thực ra ngày xưa cô ấy là người tình của anh Lắc. Có lần đang uống trà với anh Lắc, bị họ hàng của chó mặt xệ nhìn thấy, nói cho chó mặt xệ biết. Hồ ly tinh, cô dám quyến rũ chồng tôi sao? Có chuyện gì, có chuyện gì vậy? Chị dâu à, chị hiểu lầm anh Lắc rồi. Đây là bạn gái của tôi mà. Đúng vậy đó. Họ sắp sửa kết hôn rồi. Em làm vậy thật xấu hổ mà. Vậy sao lại ôm cô ta chứ? Anh nói nhỏ cho cô ấy nghe. Đem tuyệt chiêu của em á, nói cho cô ấy biết, dạy cô ấy cách quản chồng thôi mà. Tất nhiên là chó mặt xệ không tin rồi. Cho nên tôi giúp người giúp cho trót, kết hôn đãi mấy bàn tiệc với Bình Bình. Chó mặt xệ tặng ngôi nhà này cho tôi làm quà mừng. Thật ra bà ấy hiểu rất rõ, đây là tiêu tiền tiễn con hồ ly tinh đi. Kết hôn không bao lâu, Bình Bình đã có thai Chí Cường. Mặc dù tôi không biết Chí Cường có phải con trai của mình không, nhưng tôi vẫn rất thương thằng bé. Sau đó họ đều cho rằng tôi đáng tin cậy. Người tình vợ lỡ ra đều nhét cho tôi. Bà hai là của anh Mở Heo. Bà ba là thám trưởng Lâm Cai. Bà năm là anh Liêu Dượng Giác. Bà sáu là thám trưởng Dương Đồng. Bà bảy cũng là của anh Lắc. Bà tám. Nhanh lên đi, tới lượt cô kìa. Tôi cũng quên mất là của ai rồi. Xa xa mới đến cũng là của anh Mở Heo. Bọn họ tổng cộng tặng cho tôi mười mấy tòa nhà, lại nâng đỡ tôi ngồi vào chức thám trưởng Vịnh Tiêu Cơ. Nhìn thì có vẻ ngang hàng với những thám trưởng khác, thực ra đổi canh không đổi thuốc. Tôi mãi mãi là con chó của anh Lắc. Tám sắc. Ê, ô bài. Cô có may mắn quá không vậy? Cả buổi tháng mấy chục dáng rồi. Đợi chút, đi vệ sinh cái đã. Anh còn chưa ăn cơm, kêu cô Kim hâm nóng cơm có được không? Cô Kim về quê rồi, em cũng chỉ gọi đồ ăn về thôi. Vậy anh phải làm sao? Anh tự ra ngoài ăn đi. Bà Tư đâu? Cho hỏi bà Tư đang ở đâu? Không biết nữa. Đó giờ cô ấy có chơi chung đâu. Chắc là ở nhà đó. Ê, tới lượt cô kìa. Chết rồi, nhà của bà Tư ở đâu ta không nhớ nữa. Dịnh thủ qua đó. Bao lâu rồi anh không tới đó vậy? Tránh ra đi, cản đường hoài. Đúng là rất lâu rồi chưa qua đó. Đi ra ngoài ăn đồ đây. Ý anh Cửu, sao trễ vậy? Đói bụng quá mà chưa có cơm ăn. Người phụ nữ này ở đây, con đi theo chú ba bàn chuyện làm ăn lớn. Chú ba là giang hồ tiền bối, có địa vị rất cao, cũng là ba của chó mặt xệ. Có người nói 5 triệu đô tiền sẽ giao để anh Lắc thăng chức lên tổng hoa thám trưởng, cũng là do chú ba đưa tiền. Anh Cửu à, tối nay ăn gì? Làm dĩa thịt ngang đi. Cái đối hấp chanh, cải rổ sầu cơm. Được thôi. Chí Cường, con rất thích ăn bánh bao thủy tinh mà, lấy một phần nha. Được thôi. Được rồi, nhanh lên. Có liền. Người phụ nữ này không giống người Hồng Kông. Cô ấy có một sự thu hút bẩm sinh. Bị cô ấy nhìn một cái, thực sự có cảm giác rung động. Đây anh Cửu, đồ ăn tới rồi đây. Được rồi, cảm ơn. Ăn ngon miệng ha. Được rồi. Lẽ ra tôi định tùy tiện ăn vài miếng cơm xong là đi, nhưng mà đột nhiên tôi lại thấy một tên lưu manh vào dò thám. Tôi biết sắp xảy ra chuyện rồi, nhưng mà không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy. Một lát con hãy trốn dưới gầm bàn. Ba không gọi thì con tuyệt đối đừng bước ra.
cảnh sát đây. Con trai, nhét khẩu súng qua đây. Súng thần to. Anh không sao chứ? Chưa có chết được. Anh đang ở đâu vậy? Bệnh viện Cửu Long. Anh tỉnh lại thì tốt quá rồi. Anh đã hôn mê suốt 2 ngày 2 đêm. Khô miệng quá. Đem rót nước cho anh nha. Bà Tư trong số các bà vợ của tôi được xem là một người quái thai. Không đánh mặt trượt, không xài tiền lung tung. Còn xin cho tôi cô gái Tiểu Từ. Tiểu Từ rất ngoan, năm nào cũng đứng hạng nhất. Tôi nhớ bà Tư là tiếp viên ở nhà hàng. Qua đây, qua đây. Nè, uống cho anh một ly thôi. Một ly thôi ha. Uống đi mà. Đừng mà. Đừng mà. Có một lần anh lắc uống say, đã cưỡng hiếp cô ấy ở phòng VIP. Ơi, đừng có la lớn mà. Nhìn cái gì mà nhìn? Cảnh sát phạm tội à? Không phải, cảnh sát làm việc. Đi chỗ khác đi. Đi chỗ khác đi. Còn tới khi đó không có ai dám lên tiếng. Sau vụ đó nhà hàng tìm đến anh Lắc. Anh Lắc kêu tôi lấy luôn cô ấy. Khi đó tôi cũng coi như là một vụ làm ăn nên đã đồng ý. Bình Bình bọn họ đâu rồi? Ngày đầu tiên họ có tới. Thấy anh chưa tỉnh nên đi về rồi. Em luôn ở đây hả? Ngoài từ lúc đón Tiểu Từ tan học. Cực khổ cho em rồi. Bình thường em không có được cơ hội chăm sóc anh. Lần này có thể chiếm trọn anh 2 ngày đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà tối hôm qua em thực sự rất sợ. Sợ anh không tỉnh lại. Em nói tầm bậy rồi. Em nói là linh nghiệm sao? Hay là em nói anh trúng số đi. Anh giỏi lắm đó. Anh nhìn nè, báo chí nói một mình anh đối đầu với 6 tên cướp, còn bắn chết bọn chúng nữa. Thần thám tài ba, nghe cũng hay đó. Còn lợi hại hơn Lý Tiểu Long nữa à. Anh mở. Hai anh nói chuyện đi. Em đưa Tiểu Từ ra ngoài trước. Cảm ơn chị dâu, làm phiền chị quá. Anh Cửu, cảm ơn anh tối hôm đó đã cứu mạng tôi. Cô cứu tôi mới phải. Phụ nữ giỏi bắn súng như vậy rất hiếm có. Ngày xưa Hoa Hồng từng đi lính đó. Đúng rồi, mấy người hôm đó là ai vậy? Người của cháu Triệu Châu. Anh Lắc rất không vui, đã hẹn họ ngày mai tới nói chuyện. Chúng tôi nhất định sẽ lấy lại cho cậu một số tiền thuốc men. Một chút lòng thành.
cô đem về đi. Tôi là cảnh sát mà, rút súng là điều nên làm. Muốn làm bạn với anh thôi, cứ coi như quà gặp mặt. Người ta có thành ý như vậy, cậu từ chối là không nể mặt đâu nha. Được thôi, từ chối là không nể mặt. Nè, hôm nay tôi thấy cậu tỉnh táo lắm đó. Ngày mai cháu mặc sệ sinh nhật, cậu hãy xuất viện đi tính sổ với cháu Triều Châu đi. Được rồi. Bà Thương Hải, nhanh lên, tới giờ rồi. Tới đây. Em làm gì vậy? Mở công ty sữa bò hả? Đi dự tiệc mà. Có đẹp không hả? Đẹp cũng không cần để lộ ra ngoài, thấy hết được kìa. Tối nay rất quan trọng với anh. Anh Lắc chưa bao giờ gọi anh tới nhà của anh ấy. Nói không chừng người tiếp theo thăng chức là anh đó. Cho nên em mới phải mặc đẹp một chút nè. Em mau lấy đồ che cái ngực lại đi. Lấy cái gì để che? Bằng keo cá nhân cũng được, thuốc bôi cũng được mà. Cái này nè. Anh bị điên hả? Em mặc kệ anh đó. Đừng có nhúng qua nhúng lại, coi chừng đụng trúng con cụ ở dưới á. Dạo gần đây phát tài ở đâu vậy? Hôm đó đi uống trà hình như có người nhìn thấy anh, nhưng mà anh ngồi xa quá nên không có đến chào hỏi anh. Anh biết tôi mà. Có thời gian đi uống trà ha? Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Anh ta là ai vậy? Ai biết anh ta là ai? Vậy sao anh nói chuyện với người ta lâu vậy? Tới đây một tiếng đồng hồ rồi, không làm quen với người khác, không lẽ đứng đây như thành công? Ê, anh Cang, anh Cang, gặp được anh tốt quá rồi, chán muốn chết luôn. Quá kỳ lân, cậu cũng tới à, rồi. Đúng rồi, tôi tới một tiếng rồi, không quen với ai hết. Đi chúc thọ với chị Lắc chưa? Tới bóng dáng của anh Lắc còn chưa thấy. Quy định bợ. Chuyện gì hả anh Cang? Nè, anh Lắc đâu rồi? Đang họp trong đó kìa. Hôm nay chị Lắc sinh nhật vui vẻ tới như vậy ha. Đúng lúc chú bà đức cao vọng trọng cũng ở đây, mọi người đều đầy đủ hết. Hay là đem chuyện này ra mọi người nói rõ ràng đi. Tôi không có kêu đàn em đi giết con nhỏ đó. Nếu như tôi muốn giết, nó còn sống sao? Nhưng mà anh chém trúng tôi. Nói chung tôi nói rõ, chuyện đó vốn dĩ không liên quan tới tôi. Tôi không liên quan. Có cũng được, không có cũng được. Nói chung từ tháng sau Hoa Hùng chính thức gia nhập. Anh Lắc, như vậy là không đúng quy tắc lắm. Đã nói là bốn cái tên, bây giờ lại thêm một người. Vụ này tính sao đây? 3 năm rồi, cảnh sát cũng phải tăng lương chứ. Phải đó. Anh Lắc, bây giờ anh tính sổ với cháu Triều Châu hay là tính sổ với chúng tôi? Người nào làm thì người đó chịu chứ. Nè, anh đừng có nói lung tung nha. Tất cả là tại bà Tám đó. Tôi nói cho anh biết luôn, 4 cái tên là 4 cái tên, không bao giờ có 5 đâu. Đúng, anh nói rất là đúng. Được, vậy sau này anh Quỷ, anh Bả, anh Sông và Hoa Hồng 4 cái tên này làm thôi. Đó giờ không ai dám bắt nạt cháu Triệu Châu tôi. Tôi không ngủ ngon thì đừng hòng ai ngủ ngon hết. Mày đang nói chuyện với ai hả? Đi ra ngoài ăn cơm, dọn dẹp đi. À, anh Lắc, họp xong rồi hả? Ờ, đúng vậy. Nè, Quả Kỳ Lân đem theo bạn gái, nó muốn gặp anh. Tôi mời Quả Kỳ Lân khi nào? Có mà, hôm đó tôi có đem danh sách tới hỏi anh có mời Quả Kỳ Lân không. Anh nói sao cũng được cho nên tôi mời hắn. Ai nói vậy? Con ma cờ bạc đó tôi vừa nhìn thấy đã muốn buồn nôn rồi. Ha. Nếu như đã đến thì ở lại ăn bữa cơm đi ha. Cụ Huy, thêm 2 chỗ ngồi đi. Mẹ đó. Chết rồi, nhiều người tới vậy, phải để họ ở đâu đây? Nào các vị, chúng ta hãy chúc chị dâu một ly. Chúc chị dâu luôn luôn xinh đẹp, năm nào cũng có ngày này. Chúc mừng.
cản nha, không sao không về. Cản. Nào, ăn đi. Nè, ăn đi, xin mời mọi người, xin mời nha. Ăn đi, đừng có sáo. Xin mời, ăn tự nhiên đi ha. Cùng mẹ nó chờ đó mà xem. Anh đừng có nghiện cờ bạc là được rồi. Cái gì chứ? Sao không nói cô hại tôi đi, đồ sao chổi. Anh nói cái gì hả? Nói tiếng Quảng nó có biết nghe không? Mình anh tại là đủ rồi. Cái bà Tám này thiệt là. Bà Tám này, bà coi chừng tôi đó. Đồ thần kinh. Nghe nói anh có 9 người vợ mà. Sao không thấy anh dẫn tới vậy? Dẫn ra đây đá banh hả? Chó mặt xệ rất xem thường họ. Những buổi tiệc này không bao giờ mời họ. Thì ra là như vậy. Có hứng thú đi hóng gió không? Dẫn tôi tới cái nơi gọi trời không thấu, gọi đất không nghe này. Muốn bắt cóc tôi hả? Tùy cô nghĩ thôi. Có thuốc mê đó, ngửi vào là ngất liền. Mắc lắm đó. Cô thích không? Dùng hết số tiền tôi cho anh mua cái này. Như vậy sẽ không mắc nợ tôi nữa phải không? Chắc là vậy. Sao có chính bà vợ mà vẫn không hiểu trái tim phụ nữ vậy? Tôi có chính bà vợ, nhưng mà thực ra tôi chưa từng hẹn hò với ai. Tội nghiệp quá. Đeo vào xem thử đi. Cầu đính kết ly. Tôi chỉ là cầu thôi hả? Anh nói chưa từng hẹn hò mà. Cầu trước đi. Được thôi. Sao lại đưa anh về nhà? Không phải đến chỗ của em sao? Tế Cửu, bây giờ cũng biết hai chúng ta đang ở bên nhau. Nhưng mà anh có chính bà vợ. Đi ra ngoài ai cũng gọi em là thập cô nương. Em không chịu nổi cái tên này. Vậy em muốn anh phải làm sao? Em đã hẹn chính bà vợ của anh ở trên đó nói chuyện rồi. Đợi em. Những người phụ nữ đó rất khó đối phó. Ê, em lên đó một mình coi chừng bị thiệt thòi đó. Em sẽ về nhanh thôi.
các chị em, bà Tám nó lên rồi kìa. Dọn dẹp hết đồ trước đi. Ừ. Đi thôi. Ừ. Nhanh lên. Nè, có cái gương mặt sợ sệt của cô kìa. Cô làm gì vậy? Vũ khí đâu? Cô bị ngu hay sao? Cái này dùng để đánh cô còn không đau nữa kìa. Đau đó. Cầm lấy. Đi lấy con dao thái rau ra đây. Tôi không dám. Sao cô vô dụng quá vậy? Cầm lấy con dao. Tôi la lớn thì cô đi ra. Có nghe rõ không? Sao cô đứng đó nữa? Đi mở cửa đi. Mở cửa trước mới lấy dao, hay là lấy dao trước rồi mới mở cửa hả? Tôi đúng là phục cô luôn đó. Đi vào bếp nhanh lên đi. Bà Tám kia, cô dám tới một mình sao? Cô cũng gan dạ lắm à. Sợ cô ăn thịt tôi hả? Đủ người rồi chứ. Xem cái bộ dạng đắc thắng của cô kìa. Cô tưởng là bán hàng trắng thì tài giỏi lắm sao? A Bình tôi 19 tuổi đã ra ngoài lăn lộn, cũng không phải loại gái nhà lành gì. Tôi biết rõ, 19 tuổi cô đi làm gái, 20 tuổi nhảy thoát y ở Cửu Long Thành. Người đàn ông trước đó tên là Quy Cô Gia, tới giờ cô vẫn còn đưa tiền cho anh ta xài. Nè, cô đừng có nói lung tung nha. Tôi nói cho cô biết, nếu như tối nay cô không quỳ xuống rót trà cho mấy chị em chúng tôi thì cô đừng có hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Các cô còn không ra tay. Ở đây có chai axit, ai dám qua đây tôi sẽ tạt người đó. Cô nói cô có phải tự chuốc họa không? Hôm nay tôi đã làm chính sợi dây chuyền kim cương cho các cô. Chỉ cần từng người các cô bưng trà rót nước cho tôi, kêu tôi một tiếng chị cả thì tôi sẽ bỏ qua. Cô nằm mơ đi. Không ngại nói thật với các cô, tôi sẽ không gả cho Tế Cửu. Chỉ cần các cô chịu làm em gái của tôi thì mỗi dịp sinh nhật lễ Tết tôi đều cho các cô bao lì xì lớn. Nếu như các cô muốn giở trò thì đây chính là hậu quả của các cô. Cô muốn làm gì? Chai axit này, hoặc là cô uống hết nó, hoặc là tôi gội đầu giùm cô. Cô tự chọn đi. Hay là chúng ta giảng hòa đi. Cô muốn sao đi hả bà Tư? Chị cả, chị thả chị Bình ra đi. Chị ấy không phải người xấu. Muốn gì chị ấy cũng đã sinh cho anh Cửu đứa con trai. Tôi quỳ lại xin chị. Tôi quỳ lại chị mà. Chị thả chị ấy ra đi. Mấy người các cô học hỏi bà Tư đi. Bây giờ biết ai là người tốt rồi chứ. Tôi là ai hả? Mỗi người lấy một sợi đi. Nè, qua đó đi. Bà Tư, tôi biết cô không giống với bọn họ. Cô yêu Tế Cửu thật lòng. Sau này bọn họ ai dám bắt nạt cô thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đi tìm họ tính sổ. Không có, họ không bắt nạt tôi. Ừ. Sao lại thành ra như vậy? Hả?
chị cả với tụi em trò chuyện rất vui vẻ, là chị ấy tự chuốc lấy thôi. Ê, vậy sau này làm chị em tốt đi nha, anh đưa cô ấy đi bệnh viện không nói nhiều nữa. Nè anh Lật, tôi nghe nói đám người Tây đôi rất không hách. Con chó dưỡng tại ở nhà tôi cũng không hách dữ lắm, ai nó cũng cắn, chỉ là không cắn tôi thôi. Tại sao hả? Tôi nuôi nó mà. Vậy anh đã xử lý xong chưa? Ơi, những chuyện này ông Tây sẽ xử lý được. Họ đến rồi kìa. Các đồng nghiệp, bây giờ để tôi giới thiệu sếp mới của chúng ta, Jalepe Sinlet. Hắn lại. Anh ta là tổng thám trưởng Từ La Công. Xin chào, chào mừng. Hút thuốc không? Đồ ngu ngốc, tại sao lại sỉ nhục ông ta trước mặt mọi người? Thì sao? Mình luôn đồn phái ông ta đến chính là để canh chừng Robert và tôi. Nè, rốt cuộc ông Tây này có lấy tiền hay không vậy hả? Bây giờ tôi vẫn chưa dám hỏi. Có con mèo nào không ăn cá không hả? Lúc tôi chưa làm thám trưởng, tiền bảo kê thì thu lung tung. Cảnh sát khắp Hồng Kông đều có thể thu tiền. Con đường nào cũng có mấy chục tiệm bán ma túy, sòng bạc trái phép, dẫu mại dâm, ngày nào cũng đánh nhau, tỷ lệ phá án thấp đến hết hồn có biết không? Kể từ khi quen biết với anh mở heo này nè, chúng tôi cùng nhau đưa ra quyết định thống nhất cách thu tiền. Thủ trưởng lấy 30%, thám trưởng chúng tôi chỉ lấy 20%, còn lại thì chia cho toàn bộ cảnh sát khắp Hồng Kông này đó. Giới hạn số lượng sòng bạc trái phép, dẫu mại dâm, cho nên tất cả gái đều có khách, sòng bạc trái phép thì có việc kinh doanh, còn đám xã hội đen có đồ làm thì không cần phải đánh nhau. Tỷ lệ phá án của chúng ta là cao nhất trong lịch sử luôn đó. Tôi thì không tin ông Tây này dám phá vỡ quy tắc. Tới lúc đó, ngày nào cũng giết giết nhau, thi thể trải dài, để coi ông ta có gánh nổi hay không. Không được, cách này vô ích thôi. Tư tưởng của người nước ngoài khác nhau. Hey anh Lắc, tất nhiên là anh nói đúng rồi. Nhưng mà người cần mặt mũi, cây cần gió. Anh sỉ nhục ông ta như vậy, cho dù ông ta muốn lấy tiền thì cũng không có đường lui đâu. Không có đường lui. Vậy thì tôi sẽ dùng tiền để làm bậc thang cho anh ta bước xuống. Ngày mai kêu ông ta tới lấy tiền đi, thích lấy bao nhiêu cũng được, để coi ông ta có đường lui hay là không. Cho dù ông ta không lấy, tôi sẽ đến nghị viện ở London cho người tố giác ông ta, điều ông ta trở về. Có tiền sai khiến được quỷ, ông ta là quỷ mà. Tôi kêu ông ta quỳ xuống cũng được. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Anh đúng là đồ điên. Sự ngông cuồng của anh Lắc khiến quyết tâm chống tham nhũng của London ngày càng lớn. Sau khi nhận được báo cáo của Sutcliffe vào ngày 15 tháng 2 năm 1974, Hồng Kông chính thức thành lập Sở Phòng Chống Tham Nhũng, bổ nhiệm Jack Rather là chuyên viên chống tham nhũng, trực tiếp do thống đốc McLehore khi đó phụ trách. Luôn cao dữ vậy. Phải đó, mỗi tháng mấy ngàn đô lận, cảnh sát cũng chỉ có mấy trăm thôi. Đúng vậy. Ê, có thể suy nghĩ đó. Đây là chiếc ghế đầu tiên của Sở Phòng Chống Tham Nhũng. Và các cậu là điều tra viên khóa đầu tiên của Sở Phòng Chống Tham Nhũng. Tôi là Nghiêm Quốc Lương, là sĩ quan chỉ huy. Chào buổi sáng sếp. Các cậu tôn trọng tôi, đó là chuyện tốt. Nhưng tôi càng yêu cầu các cậu hãy tôn trọng bản thân. Ở trước mặt các cậu đầy rẫy những uy hiếp, cám dỗ và nguy hiểm, và sự tấn công của những kẻ vụ lợi. Tôi hy vọng mọi người đừng bỏ cuộc giữa chừng, bởi các cậu
sẽ bị người ta dùng những lời chửi thề nặng nề nhất, dùng sự tấn công bạo lực khủng khiếp nhất. Gia đình các cậu sẽ khuyên các cậu rút lui, bởi vì thật sự quá nguy hiểm, có thể bị trả thù bất cứ lúc nào. Mọi người phải chống lại cả thế giới. Nhưng tôi có thể nói cho mọi người biết, bây giờ chúng ta không chỉ tiến hành bắt giữ điều tra, mà chúng ta đang tiến hành một cuộc cách mạng. Chúng ta phải đánh sập một đế quốc tham nhũng có gốc rễ kiên cố vô cùng lớn mạnh. Chúng ta có thể không có cái ghế nào hết, nhưng mà chúng ta nhất định phải có quyết tâm chiến thắng. Cuộc chiến này sẽ rất dai dẳng. Chúng ta phải có tâm lý chuẩn bị, sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng sẽ có một ngày, biểu tượng này của chúng ta sẽ nhận được sự tôn trọng của toàn thể Hồng Kông. Tôi nhất định sẽ bắt hết bọn chúng lại, thưa sếp. Đặt đi. Nè, đặt đi, đặt đi. Lớn vào. Nè, đặt đi. Đặt lớn chúng lớn sợ đúng gì? Đúng rồi đó. Đặt đi. Đứng hạng nhất Tân Lãng, hạng hai Thổ Bá Thiên, hạng ba Long Đằng Lão Thử, hạng tư Phá Thắng. Con mắt gì không biết, hạng nhất biến thành hạng tư. Tố giác tham nhũng, ai cũng có trách nhiệm, bảo mật liêm chính, an toàn kín đáo. Muốn tố giác, hãy gọi 266-366. Sở phòng chống tham nhũng, bắt hết đám kỵ sĩ là quá đúng rồi đó. À, nhanh lên, nhanh lên. Bắt bà đi. Đặt xong lấy tay ra nha. Bắt bà nhanh lên. Anh Quả à, cũng phải anh Sâm gật đầu mới được. Anh đừng làm khó anh em chúng tôi mà. Mau đi gọi ông Sâm mập ra đây. Đi mau lên, có phải chờ tao nổ súng mới chịu đi không? Ờ, được, để tôi đi. Đại ca, có phải anh mở heo tới không? Không phải, Quả Kỳ Lân đang giở trò bên ngoài kìa. Mấy ngày trước đưa 2-3 lần tiền cho anh ta, còn muốn giở trò gì nữa? Anh ta thua tới nổi điên rồi, rút súng ra đặt lên bàn nói là muốn cược 10.000 đô kìa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đủ lệ mà. Lấy vũ khí đâu? Ê, chuyện gì mà nóng giận vậy? Ơi anh mở, thằng khốn nạn Quả Kỳ Lân là đặt khẩu súng lên bàn nữa rồi. Ê, được rồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Người của mình, người của mình. Ê, trời ơi, người của mình hiểu lầm thôi mà. Ê, anh thấy sao rồi hả? Thằng khốn nạn, lần nào cũng xuất hiện lúc sau cùng. Ê, trùng hợp thôi mà. Nào, đứng dậy. Dù sao cũng là anh em mà, sao bị đánh thành ra như vậy? Hút điếu thuốc trước đi. Không, mượn chút tiền đi, 1.000 đô. Ê, trời ơi, anh cũng biết vợ tôi giữ thế nào, làm gì cho tôi cầm 1.000 đô chứ. 200 cũng được. Ê, trời ơi, đây. Ờ, cô ấy để 20 đô ở trong túi áo nè. Tôi chỉ có nhiêu đây thôi, anh cầm đỡ đi. Mày giỏi lắm đó. Tôi thật sự không có mà. Nè, anh không sao chứ hả? À, nè, trả súng cho anh ta đi, còn phải sống dựa vào cái súng đó. Nè, cẩn thận nha, đi từ từ thôi hả? À. Nhìn cái gì? Ăn gì vậy? Sao còn không đi? Ông chủ, một chén cháo huyết thêm bánh quẩy nha. À, được, có liền. Cái thằng mập khốn kiếp không chịu cho mượn tiền, tao nhớ mặt của mày. À, anh tới đây. Nổ thương rồi. Ông chủ, qua đây. Ông có chuyện gì vậy?
Tiết heo có cần phải tươi sống vậy không? Lúc nãy tôi đem ra đâu có làm vậy đâu sếp. Cái gì? Ý của ông là tôi tự đấm vào ngực của mình cho đến khi ổ ra máu để vô khống không sao? Tôi không có nói như vậy. Sau này ông đừng bán ở đây nữa. Đừng mà sếp, phải kiếm ăn đó, để tôi đổi lại cho. Đổi chỗ khác đi. Đừng mà sếp, hay à, để tôi đền tiền cho sếp đi khám bác sĩ ha. Ông tưởng tôi bị ổ ra máu thật hả? 500 đô. 500? Tôi bán cả buổi cũng chỉ có mấy chục thôi. Hay là tôi... Thôi đi, thấy ông tội nghiệp như vậy, đưa hết đi. Đi đi. Để coi chừng nào mày chết. Mẹ mày. Bà Thương Hải dám ngoại tình hả? Chiếc xe đẹp như vậy lại có thể kiếm một mớ rồi. Chó, dám ngoại tình như vợ tao sao? Đánh cho mày chết, cho mày chết nè. Anh không được đánh anh đấy. Sao không được đánh nó? Tôi không đòi lại triệu mấy hai triệu, tôi không mang họ đánh. 1 triệu mấy 2 triệu, mày có mạng hưởng hả? Là anh lấy hả? Mày có biết đánh cấp trên là tội gì không? Nhưng mà hai người, như vậy đó. Là mày, mày đã đá cửa vào, đẩy người phụ nữ này vào đây, muốn phá hoại danh tiếng của tao. Sao lại nói như vậy? Vậy thôi đi. Tôi không có thấy gì hết. Cô đi thay đồ nhanh lên. Chúng ta về thôi. Nhanh lên đi. Đi uống trà. Chúng tôi đi đây. Sao chứ? Hai người uống trà. Cô ấy không đi. Tôi đi uống trà. Đám người sở Liêm Chính gần đây giống như bị điên vậy. Ngày đêm đi theo đám anh em chúng tôi, làm cho anh Cang rất không vui đó. Tôi muốn anh tìm anh em giúp tôi làm chút chuyện. Anh Mở, có gì cứ dặn dò. Chết không có chỗ chuồn. Bác sĩ, cô ấy cần bao lâu mới có thể hồi phục? Tinh thần của cô ấy bị suy sụp nghiêm trọng, e rằng phải nghỉ ngơi nửa năm tới một năm. Cảm ơn. Được rồi. Sếp Lương à, tôi muốn từ chứ. Tại sao vậy? Tôi không chịu nổi nữa. Tôi có nuôi một con chó bu đồ. Tôi đã nuôi nó rất nhiều năm. Ngày nào tôi cũng trải lòng cho nó, dẫn nó đi dạo. Tôi rất là thương nó. Dạo này tôi bận rộn, má của tôi đưa nó ra ngoài đi dạo.
nó bị người ta cướp đi. Tối hôm đó có người mang một cái hộp tới. Tôi mở cái hộp ra coi là baby của tôi. Anh có biết không, baby bị người ta thiêu giống như con heo quay vậy. Ông xã. Sao vậy? Trong nhà có gì mà sợ gì hả? Chuyện gì? Con sợ quá bà ơi. Sao mà sợ hả? Ở đó. Wow, nhà của ai mà thoáng mát quá vậy? Ơi, đây không phải là nhà của sếp Nghiêm sở phòng chống tham nhũng hả? Rốt cuộc thì mấy người muốn gì? Không có gì, đúng lúc đi ngang qua thấy căn nhà kỳ lạ quá nên dừng lại coi thôi mà. Vậy thì cảm ơn nha. Đúng rồi, báo cảnh sát chưa vậy? Nè, anh quên rồi hả? Chúng ta chính là cảnh sát đó. Điều tra giùm người ta đi kìa. Được thôi, có thời gian sẽ điều tra giùm cậu. Mấy người đừng có hóng hách, rồi sẽ có một ngày tôi thấy các người khóc. Đi thôi, chúng ta sợ hãi cái gì chứ hả? Đi thôi. Nè, Tý Cửu à, cậu hỏi xem khi nào có thời gian hiện cậu ta ra đáp anh đi ha. Sếp à, sao rảnh rỗi ngồi đây câu cá vậy? Câu cá chẳng lẽ treo cổ hả? Ở đây có cá lớn không? Cá con cũng không có một con. Loại nhân tài như anh không nên ở cái ao này. Chưa thỉnh giáo anh lại vậy? Phòng chống tham nhũng Nghiêm Quốc Lương. Sở phòng chống tham nhũng hả? Không phải xui xẻo vậy chứ, ai cũng không bắt chỉ bắt tôi sao? Tôi không đến bắt anh, tôi muốn anh đi bắt người giùm tôi. Tôi không sợ nói thật với anh. Một cảnh sát xấu nếu như có đủ 10 điều kiện thì tôi có đủ hết cả 10 đó nha. Kêu tôi giúp anh hả? Chính là bởi vì anh xấu xa nên tôi mới tìm anh. Anh chắc chắn là bị thám trưởng làm cho điên rồi. Tôi đang nghiêm túc. Các anh em đi theo tôi bây giờ toàn bộ đều là sinh viên đại học mới ra trường. Họ quá lương thiện. Người ta giở thủ đoạn bẩn thỉu đã khiến cho họ sợ tới phát điên. Họ không ngờ đối phương lại xảo quyệt và đê tiện tới như vậy. Bây giờ tôi cần một người đánh thức và dạy hư họ. Người anh em, tôi là cảnh sát đó. Xấu thì xấu, nhưng mà cũng là một cảnh sát. Anh kêu tôi đổi nghề làm sở phòng chống tham nhũng thì chẳng phải là phản bội sao? Hơn nữa anh có thể trả cho tôi bao nhiêu? Lương của tôi không cao lắm, nhưng mà tính luôn phần ở dưới, thế nào cũng nhiều hơn anh. Lương của chúng tôi có quy định, nhưng mà có một thứ họ không thể cho anh, còn sở chúng tôi có thể cho anh. Cái gì mà lợi hại quá vậy? Chính là tôn nghiêm của con người. Tôi biết anh bởi vì đắc tội với Từ Lạc Công nên bị người ta điều tới cái ao này.
Thực ra trước đó họ đã xem thường anh. Không thể trách người ta, không thể trách người ta. Tôi vừa mê cờ bạc vừa nghiện rượu. Chỉ cho anh cai hết các thói quen xấu, sở phòng chống tham nhũng chính là nơi anh có thể ngẩng cao đầu làm người. Không được đâu, không được đâu, sẽ chết đó. Bây giờ anh có khác gì đã chết đâu. Ngày xưa lúc anh mặc thường phục đi ra ngoài, đám lính lát cũng sợ anh. Bây giờ chúng còn sợ anh sao? Bây giờ anh ở bờ ao làm con rùa rút đầu thôi. Chỉ bằng anh hiên ngang ra ngoài đánh một trận đi. Để suy nghĩ, suy nghĩ cái. Chà, con cá lớn dữ. Tôi ở đây câu mấy tháng trời cũng không câu được con cá lớn vậy. Hay là anh cố tình bỏ vào cho ra ngoài đó? Chịu để lưỡi câu dài, tất nhiên sẽ câu được cá lớn. 9 giờ sáng ngày mai tôi chờ anh ở tầng 10 tòa nhà Hòa Ký. Ê, không được đâu. 9 giờ sớm quá tôi về không nổi. 10 giờ đi. Trường lưu hỷ bác cân trọng, trường lọc hạ xâm trung bất biết kinh phong. Chỉ đầu thanh chiếu thiên biên nhạt quang sản đế hỷ mộng. Hù cho hù lại yêu hù miên, lạ bác hữu đầu duyên duyên là phong. Mã lực của máy sửa này là nhiêu à? Đây là máy lạnh trung ương đó. Lắp thêm cái nữa đi. Bóng đèn bao nhiêu watt vậy? 40 watt. Lắp cái 700 đi, hai cái. Nhưng mà lớn nhất cũng chỉ có 100 watt thôi. Cái gì vậy? Cà phê đó xếp đặng. Các cậu uống hay là cho tù phạm uống vậy? Nè, không ai trả lời sao? Ờ, thưa sếp, tôi không uống cà phê. Đi mua hết tất cả các thể loại cà phê khác nhau về đây. Là tất cả thể loại cà phê khác nhau, tức là loại cà phê gì cũng mua hết. Không được, không được. Ê. Cà phê khó uống muốn chết mà cũng mua được. Có mùi phân mèo đó, ai mua vậy? Là tôi đó. Xin lỗi sếp, bộ cà phê này tôi mua để trồng hoa. Cậu mập, cậu trúng số rồi. Lập tức đi nhập hàng, có bao nhiêu lấy hết cho tôi. Dạ sếp. Trễ gì vậy rồi, ai vậy hả?
cậu chủ, có người tìm cậu. Thằng khốn nào vậy? Hồi đó là sợ cái gì tham nhũng đó. Con mẹ tụi bay 5 giờ sáng tới đây làm gì? Chúng tôi là sở phòng chống tham nhũng, muốn mời ông Chu theo chúng tôi hợp tác điều tra. Quá kỳ lân. Anh đã sợ phòng chống tham nhũng hả? Ông Chu có quyền không lên tiếng, nhưng mà những lời anh nói sẽ được ghi chép lại, sau này có thể trở thành bằng chứng trước tòa. Xếp đặt. Được rồi. Nè, 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 che cho tôi nữa chứ. Nè, 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 trời ơi. Ê, sao ở đây lạnh dữ vậy? Ừ, hết trơn rồi, cho xin cái khăn lau đi. Xin lỗi nha, chúng tôi không có khăn. Ở đây tôi có hai tờ khăn giấy nè. Đi trước nha. Nè, nè, cái gì chứ, nè. Xem ra thực sự rất lạnh đó. Đúng vậy. Hôm qua tôi mang nhiệt kế vào đo thử rồi, khoảng 12 độ. Bây giờ phải làm sao? Chờ thêm chút đi. Nè 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 nè, muốn hỏi gì hỏi đi, kêu cấp trên của cậu tới đây. Anh ấy đang dọn dẹp hồ sơ, phiền anh đợi chút đi. Ê nè, khoan đi đã. Tắt cái máy lạnh đi, lạnh muốn chết luôn. Hồ máy lạnh ở đây đều như vậy hết, anh uống ly cà phê cho đỡ lạnh ha. Ê chứ. Ê nè nè. Tôi không biết gì hết, anh cho tôi ngủ một lát đi. Anh có phải người thu tiền thuê của Từ Lạc Công, phụ trách tiền thu từ sòng bài, sòng ma túy, chỗ mà dâm không? Hay là anh phụ trách thu tiền từ sòng bạc, trung tâm phân chia ma túy và tụ điểm chuyên phục vụ mà dâm phải không? Hay là mấy anh đánh chết tôi luôn đi. Sở phòng chống tham nhũng của chúng tôi sẽ không đánh người. Sau khi anh nhận được tiền, có phải dựa theo tỷ lệ 3-2-1, 0.5, 3.5 từ cao đến thấp, từ cấp thủ trưởng lần lượt phân phát cho toàn thể cảnh sát? Mấy anh cho tôi ngủ đi mà. Chúng tôi có chỗ ngủ đàng hoàng. Sau khi anh trả lời xong sẽ cho anh ngủ. Tôi nói cho anh biết, tối hôm qua chúng tôi đã bắt được anh Bả. Anh không nói thì anh ta cũng sẽ nói. Anh lừa ai? Anh Bả đồn cảnh sát nào mà không có người? Mấy anh vừa đưa lệnh xuống thì anh ta sẽ biết ngay. Tối hôm qua là thủy cảnh trực tiếp lên bờ bắt người, sau đó trực tiếp đưa tới tổng bộ, do sở trưởng Sus trực tiếp tra hỏi. Không có sở cảnh sát nào biết. Ông Henderson, sở phòng chống tham nhũng, đây là lệnh bắt giữ của chúng tôi. Chúng tôi là sở phòng chống tham nhũng, muốn mời ông Từ Lạc Công về hỗ trợ điều tra. Ông Từ, ông hãy rửa sạch cái mông, theo chúng tôi về sở phòng chống tham nhũng hỗ trợ điều tra. Cậu Dương à, lấy thêm hai chai bia ra đây. Anh Cửu à, sao hôm nay uống nhiều vậy? Tâm trạng không tốt. Anh là người tốt, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Ông trời chắc chắn có mắt.
Hôm nay họ đã bắt anh Lắc rồi. Nhận được tin tức rồi. Xem tình hình thì sắp tới lượt anh rồi. Họ đã tìm quả kỳ lân qua bên đó. Thằng chó chết đó biết hết những chuyện xấu của tụi anh. Thực sự là quả bom nổ chậm mà. Chạy đi anh Cửu. Chạy rồi cái đời này không quay về được. Tiền của anh đã chuyển qua Đài Loan chưa? Đưa cho Bình Bình xử lý rồi. Cục tiền lớn như vậy anh giao cho Bình Bình hả? Cô ấy là vợ của anh đó. Nhiều tiền như vậy cho dù là ba con cũng không thể tin tưởng được. Hay là em chạy trốn với anh đi. Hai ngày nữa em sẽ đi. Tại sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Em không có nghĩ đi cùng với anh. Đừng anh ấy đi đi. Tại sao vậy? Em không muốn sống với anh nữa hả? Nói thật thì không muốn. Anh đã làm sai chuyện gì? Anh có thể sửa mà. Anh đã yêu lầm em. Em ở bên cạnh anh là bởi vì em cần phải đi theo một cảnh sát mới có thể đứng vững chân. Anh Lắc quá căng thẳng, con người lại nóng nảy, em chịu không nổi. Ôm Tây thì lại càng không được. Anh rất tốt bụng, nhân duyên cũng rất tốt. Chỉ cần ở bên cạnh anh, họ sẽ không đụng tới em. Nên em mới tìm cách ở bên cạnh anh. Lần trước em bị người ta chém ở đây, cũng là gạt anh đó. Là em kêu người tới chém mình. Cháu Triều Châu là vô tội. Thì ra đó giờ anh chỉ là thằng ngốc thôi. Anh Cửu, anh là một người tốt. Em không muốn gạt anh. Ở bên cạnh anh, em không hề hối hận. Nhưng mà em không yêu anh. Em không muốn gạt anh cả đời. Hy vọng anh được may mắn, bình an vô sự. Anh Cửu, anh đi đâu vậy? Không cần cậu lo, tránh ra đi. Vậy á, đi thôi. Hoa Hồng,
Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Tại sao em lại gạt anh? Bà Tư. Anh sao rồi? Tại sao anh ở đây chứ? Chị cả gọi điện thoại cho em, nói anh uống rượu say ở Lạc Khẩu Phúc, kêu em tới đón anh. Đừng nhắc tới người phụ nữ đó nữa. Chị ấy là người tốt đó. Đã nói đừng nhắc người phụ nữ đó nữa. Má ơi, ba chửi má hả? Không phải đâu, ba giỡn với má thôi. Con chơi nữa. Được thôi, qua đây nào Tiểu Từ. Qua đây. Bây giờ nặng quá ha. Chúng ta chơi trò đi ngủ đi. Ôi, chưa gì nhắm mắt ngủ rồi. Ngủ thật rồi kìa. Ừ. Hình như đây là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với hai má con em. Anh lên đây có hai lần thôi. Vậy chẳng phải anh rất lợi hại hả? Lên có hai lần để có con gái. Con bé nghe thấy đó. Ba lên đây có hai lần, đã có con gái, lợi hại quá. Không phải là con đang ngủ hay sao chứ? Bà Tư à. Nếu như anh chạy trốn, em có đi theo anh không? Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Tất nhiên là em đi theo anh rồi. Những năm qua, anh chỉ lên đây có 2-3 lần thôi. Anh tệ như vậy sẽ còn theo anh? Không sao đâu, em biết anh bận rộn mà. Được. Ngày nào còn trần tế cửu này, anh nhất định sẽ bên cạnh em. Sao vậy? Em rất vui. Anh cũng vậy. Anh cũng rất vui. Alo. Anh Cũ kiếm anh đó. Ai mà gọi kiếm tới đây luôn vậy? Wow, cậu lợi hại quá. Có 9 người vợ tôi tìm tới người thứ 10 mới gặp được cậu à. Có chuyện gì? Anh Lắc được thả rồi, tập hợp mọi người mở cuộc họp. Ở đâu vậy? Ở sân banh á. Chuyện qua nhanh lên, bên đây. Chuyện đi. Bên đây. Mẹ mày, chỗ mày nè. Nghỉ ngơi, không đá nữa. Nghỉ ngơi, biến đi. Có ai theo dõi chúng ta không? Tất nhiên là có rồi. Bên kia có mấy người đang chụp hình kìa. Cặp đôi ở đằng sau nữa. Tôi nhận được tin tức, lần này Luân Đôn rất nghiêm túc, muốn dìm chết chúng ta. Còn nữa, lão mập ở Goldberg đã đi Tây Ban Nha rồi. Đám khốn nạn đó đúng là làm cho chúng ta không yên ổn. Tôi bỏ qua cho chúng thì đừng gọi tôi là anh Lắc nữa. Anh Lắc à, bây giờ tức giận cũng vô ích. Hay là đàm phán với sở phòng chống tham nhũng đi. Cậu bị bệnh hả? Đàm phán? Làm sao mà đàm phán đây? Bây giờ tôi chỉ muốn một ngọn lửa thiêu rụi nó thôi. Không phải đâu anh Lắc à. Henderson cũng nói mà, lần này Luân Đôn thực sự nghiêm túc đối phó với chúng ta. Thế lực của chúng ta là người Anh cho. Họ lấy lại chúng ta sẽ bị mất. Hay là buông tay đi anh Lắc. Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, không cần nghe lời tao nữa đúng không? Tao nói cho mày biết, tao muốn tối nay hai người của Sở Liêm Chính phải chết. Nhìn cái gì?
Đá banh, đá banh. Diễn kịch trọn bộ đi. Đá banh, đá banh, đá banh. Hôm nay rất vui, ngày mai phải đúng giờ. Nhớ đó. Không ngại vui chạy đi. Đừng khúc. Cạn ly. Cạn. Mời. Sếp Nghiêm à, ly rượu này tôi nhất định phải kính anh. Cảm ơn anh mấy tháng nay đã dạy cho bọn trẻ chúng tôi trở thành người lớn. Cảm ơn sếp Nghiêm. Cảm ơn, cảm ơn. Nè. Cậu thật sự phải cạn ly. Uống hết ly đó nha. Uống cạn ly. Được rồi. Sao cầm quà vậy? Thôi đi. Uống hết thì tôi có lời muốn nói đó. Ê khoan đã, đừng nói đâu. Những lời không lọt lỗ tai thì đừng nói mà. Được rồi. Nè, con người của ông chủ Nghiêm tôi chỉ có ba chữ thôi. Thật sự là ba chữ thôi. Là ba chữ nào đi? Chính là rất tài ba. Tôi nghĩ rồi, sếp Nghiêm mà. Cảm ơn sếp Nghiêm. Nè, tôi có lương rồi. Sao nhanh quá vậy, mới có 12 tây thôi. Không phải, tôi đã tìm lại tôn nghiêm của con người đó. Nè, cảm ơn. Nào, để khách sáo. Tôi nói thiệt mà. Nè, mọi người nghe đi. Mặc dù chúng ta đã lần lượt bắt được rất nhiều cảnh sát tham nhũng và các ban xã hội đen đưa hối lộ, nhưng mà muốn đưa họ ra tòa định tội thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian nhất định. Cho nên mọi người nhất định phải duy trì sự nhiệt tình và quyết tâm. Có được không? Được. Ngày mai vẫn có đồng nghiệp đi bắt người. Uống hết ly đi rồi về. Được rồi. Ê sao đúng say quá vậy? Tạm biệt sếp Lương. Tạm biệt sếp. Nè. Muốn về chung xe không? Anh đi đâu vậy? Xe của tôi ở bên kia mà. Không cần. Tôi có thể tự xử. Được rồi. Sao đây? Được rồi. Đừng có đi chơi nữa, về nhà đi. Anh tưởng chỉ có anh là Chúa Giêsu hả? Tôi là Thánh Nữ Maria đó nha. Thánh Nữ Maria, về nhà sớm đi. Được rồi. Vậy được không? Được rồi. Tạm biệt. Để tôi suy nghĩ đi đường nào. Sếp Nghiêm à. Sếp Nghiêm. Mau gọi xe cứu thương. Bình tĩnh đi mà. Mở cửa đi. Đặng à, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của Nghiêm. Nhưng mà cậu không thể nhốt mình như vậy, chẳng khác gì đồ ngốc hết. Đi hết đi. Tôi mở cửa ra chúng sẽ giết tôi luôn đó. Sếp Đặng à, anh sẽ bị cắt xin đừng mà. Không được nói bất kỳ câu nào hết. Sếp Đặng bởi vì chuyện của sếp Nghiêm mà suy sụp tinh thần, bị quỷ kiến sầu ngừng chức. Nhưng mà sĩ khí của chúng tôi vẫn không mất đi. Nhưng mà điều không ngờ tới lại lập tức xảy ra. Sếp đang ở nhà nhận được một cuộc gọi điện thoại. Alo. Ông xã, là em đây. Tên khốn đó đã đánh em. Em muốn gặp anh, ông xã. Hai tuần sau chúng tôi nhận được một nguồn tin lớn.
Henderson đồng ý chuyển qua làm nhân chứng để xin giảm nhẹ tội. Hey, đến ông Tây Hen cũng chuyển qua làm nhân chứng rồi, chúng ta có thoát được không? Đừng có tưởng anh lắc tôi là đồ ngốc nha. Tôi quyết định là đêm nay sẽ lên thuyền đi Đài Loan. Hai người hãy đi cùng với tôi đi. Tôi không muốn có người ở lại bị bọn họ ép làm nhân chứng. Tôi chưa có chuẩn bị gì hết. Tiền của cậu chẳng phải đã chuyển đi hết rồi sao? Đúng rồi. Vậy là được rồi. Có tiền có cái gì mà không mua được hả? Ê, không thấy chị dâu vậy? Chiều nay cô ấy đã dẫn đám nhỏ đi qua Canada rồi. Tôi không muốn có người biết tôi đang làm cái gì. Vậy thì chạy thôi. Tôi về nhà dọn đồ, để lại chút tiền sữa. Tối nay ở đâu lên thuyền? Tam môn tử. Vậy tối nay gặp nha. Tạm biệt tạm biệt. Tí cũ, cậu đừng tưởng không đi ở lại có lợi ích gì nha. Cho dù có, cậu cũng không có mạng hưởng đâu. Tôi đi về dọn đồ. Đơn giản hết mức. Ông xã, đại quả ập đến, đường ai nấy đi. Anh đừng trách em, con trai sẽ đi theo em. Tạm biệt. Mẹ mày, chết tiệt. Chỉ có phim dài tập mới có tình tiết này thôi, ôm thiệt bỏ trốn. Không ngờ là xảy ra với mình. Tổ tiên à, là con đã làm sai, hay là ông không có tài năng phù hộ cho con? Con có 10 người vợ, toàn bộ đều chạy trốn hết. Đùa kiểu gì vậy? Vui lắm hả? Ông làm tổ tiên kiểu gì vậy? Để con còn suốt ngày thắp nhang cho ông. Anh Cường. Bà Tư. Thì ra em vẫn không đi. Vẫn còn có một người không đi. Em sẽ không đi đâu hết. Anh rất sợ. Giống như toàn thể thế giới bỏ rơi anh vậy. Anh rất sợ. Anh đừng sợ. Cho dù là sống hay chết, ăn cháo hay ăn cơm thì em cũng được không đi. Mà sao em biết anh ở đây? Chị Bình gọi điện cho em, kêu là em hãy chăm sóc cho anh. Em biết là đã xảy ra chuyện, nên là em tới liền đó. Cô ấy lấy hết tiền của anh rồi. Bây giờ anh không còn một cái gì hết. Lẽ ra anh lắc kêu anh tối nay đi với anh ấy. Không có sao đâu. Không sao mà. Em có. Hả? Em có. Em có. Em đi theo anh 10 năm. Mỗi tháng anh cho em 3.000 đô phí sinh hoạt. Em đều để dành 2.500. Ở đây có 300.000, anh hãy cầm lấy đi. Bà Tư à. Anh cũ, tiền này là của anh, em chỉ để dành giùm anh thôi. Còn em thì sao? Em có thể đi kiếm việc làm, có thể nuôi lớn con gái. Anh đừng lo lắng. Quan trọng nhất là anh đừng quên má con em. Là em đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đối xử với em tệ như vậy, đến nỗi em tên gì anh cũng không biết. Tên Mai.
Em tên là Mai. Mai à? Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy? Bởi vì em yêu anh. Thật ra đó giờ em đều rất yêu anh. Chỉ là đó giờ không có được cơ hội nói ra. Anh đúng là ngu ngốc. Xưa giờ không biết trân trọng người ở trước mặt. Anh nhất định sẽ trở về đón hai mẹ con. Anh Lắc, là chiếc thuyền này. Mẹ nói sao Tuyết Cổ còn chưa đến? Phải hả? Có khi nào nó chạy đến sở phòng chống tham nhũng tố giác chúng ta không? Không có đâu. Để tôi đi coi thử. Kêu nó qua đây. Cậu điên hả? Sớm không bể, trễ không bể, bây giờ mới bể bánh là sao? Cán trúng đinh tôi cũng hết cách rồi. Hey, tay cũ, tay cũ, nhanh lên, thuyền cập bến rồi. Hey, trời ơi. Lẽ nào ông trời cũng không muốn mình đi? Nè, tay cũ. Trời ơi, sao cậu trễ vậy, thuyền cập bến rồi, đi thôi. Cậu làm gì vậy, anh Lắc tức giận rồi kìa, cậu muốn ăn đòn hả, đi. À, tới rồi, tới rồi à, anh Lắc, cậu tới rồi. Cái thằng chó này, tưởng mày đi chơi gái hả, thích mấy giờ là mấy giờ sao? Wow, cậu mang theo ít tiền đi Đài Loan quá, làm được cái gì? Vợ của tôi ôm tiền bỏ trốn rồi, chỉ còn vô đây thôi. Quản mấy người phụ nữ cũng không xong nữa. Nhanh lên đi. Ừ, dạ. Đúng vậy, là tôi vô dụng anh Lắc. Mấy năm qua nhờ anh đề bạc, tôi mới miễn cưỡng ngồi lên chức thám trưởng. Tôi không xứng có nhiều tiền như vậy. Ông trời muốn lấy lại tôi cũng không thể trách. Nhưng mà tôi không muốn chút ít này mất đi. Cậu bị điên hả? Cậu nói cái gì? Đi mau. Không phải, tôi chỉ muốn cảm ơn sự đề bạc của anh. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn theo anh đi Đài Loan đâu. Cầu xin anh tha cho tôi anh Lắc. Cậu muốn phản bội hả? Tôi tuyệt đối không làm vậy. Tôi chỉ nhận tội của mình và trong đó ngồi vài năm ra trại làm lại con người mới. Anh buông tha cho tôi đi. Buông tha cho cậu? Tôi tha cho cậu thì ai tha cho tôi hả? Ê này nè, có gì từ từ nói mà nè. Đi đi, đừng ép tôi. Bao nhiêu năm qua anh sai khiến tôi như con chó. Tôi nhịn anh rồi. Anh chơi gái xong bắt tôi dọn, tôi cũng nhịn anh. Anh đừng có dập tắt hy vọng nhỏ nhoi còn lại của tôi có được hay không? Cậu bỏ súng xuống trước đi. Anh buông súng đi. Được, 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 được. Nếu không ôm nhau chết chung. Ê, đừng manh động mà, không sao đâu, người người mình hết mà. Ê, có gì từ từ bàn bạc hả? Ê, dạ. Cầm súng chỉ vào tao hả? Thằng khốn nạn này. Bây giờ tao sẽ nổ súng giết chết mày. Ê, đừng đừng, anh nổ súng ở đây á. Chúng ta chưa tới còn hải thủy cảnh đã chặn chúng ta rồi. Cậu Huy, kêu người trên thuyền giúp đỡ đi. Đào cái hố trong đó đi. Hả? Thả cái gì? Đi nhanh lên. Hả? Nghe thấy rồi chứ, nhanh lên đi. Nè, qua đây giúp đỡ nhanh lên. Trời, là tiền đó. Mấy trăm ngàn cũng là tiền mà. Thằng khốn này.
Đừng mà băng trúng tôi. Đưa súng đi. Băng trúng tôi rồi. Không có súng. Chạy trốn không có băng theo. Mày đi chết đi. Trái chủ à, không liên quan tới tôi, không liên quan tới tôi mà. Ngày xưa tôi đã đề bạt cậu, tôi đảm bảo, tôi đi đến Đài Loan, sau này sẽ không trở về nữa. Tôi hứa với cậu mà, tôi sẽ không hại cậu nữa, tha cho tôi đi mà. Tôi xin cậu đó làm ơn tha cho tôi đi mà, làm ơn đừng có giết tôi, làm ơn. Cảm ơn anh Tế Cụ, cảm ơn anh Tế Cụ. Kéo tôi lên. Ê, anh mở là anh hả? Trễ như vậy còn ở đây chui lỗ là sao? Tôi còn tưởng là ai. Tôi ra ngoài dạo bị người ta cướp trúng một phát súng. Gọi xe cứu thương đưa tôi tới bệnh viện đi. Nhưng mà cấp trên đã ra lệnh truy nã, phải bắt anh về đó. Anh nói lung tung, làm gì có ai dám bắt tôi chứ, điên quá. Xin lỗi nha các anh em, còng tay lại. Ê nè nè, khoan đã. Nè, lần trước tôi giúp anh cứu cháu trai của anh. Tôi nhớ chứ. Nghiệt chủng của em gái người phụ nữ ngủ chung với anh, sinh ra với người khác. Trùng hợp thiệt nha. Lần này cũng chính nghiệt chủng đó đã ra lệnh truy nã anh đó. Nhưng mà anh thiếu tôi một món nợ ân tình đó. Tôi thấy hay là như vậy đi anh Mở. Anh cứ coi như tôi thiếu nợ anh hai ân tình đi. Mau cộng về. Thám trưởng Trần, ai cũng nói anh là người tốt bụng trong số các thám trưởng, làm chuyện xấu ít nhất. Nhưng mà tại sao anh lại không chịu chuyển qua làm nhân chứng? Nếu anh chịu đứng ra tố cáo chúng, có thể anh chỉ cần ngồi tù 1-2 năm là đủ rồi. Tôi có làm, tôi sẽ nhận. Nhưng tôi sẽ không tố cáo người khác. Toàn bộ cảnh sát tham ô lần lượt từng người bị sở liên chính bắt đi, ngoài trừ Gopper, anh Lắc và Lâm Cang mấy người chạy thoát. Henderson và những người khác đều bị bắt. Khi đó ai cũng lo lắng, bởi vì 90% người của sở cảnh sát đều có nhận hối lộ hoặc là biết chuyện không báo lên. Nếu như làm theo đúng luật thì tất cả cảnh sát phải ngồi tù. Cho nên cuối cùng xảy ra xung đột cảnh đêm. Một số lượng lớn cảnh sát tấn công sở phòng chống tham nhũng trong tòa nhà Hòa Ký. Đêm hôm đó có một đám cảnh sát đại diện phái cực đoan đưa ra một đề nghị vô cùng nguy hiểm và không lý trí. Đó là toàn bộ cảnh sát Hồng Kông đình công 72 tiếng đồng hồ, khiến trị an đình trệ, thậm chí đốt sở phòng chống tham nhũng, bao vây phủ cảng đốc. Khi đó cảng đốc Mắc Lên Hồ trong tình trạng khẩn cấp đưa ra yêu cầu bên London ban phát lệnh đặc xá cục bộ, đặc xá những cảnh sát bị buộc tội tham nhũng nhưng chưa xét xử trước ngày 1 tháng 1 năm 1977. Phạm tội sau đó thì mới bắt giữ. Sự việc cuối cùng cũng yên ổn. Tập đoàn tội phạm này cứ vậy bị phá vỡ. Tôi cuối cùng bị tuyên án 4 năm. Tôi thấy rất vui.
anh mở heo bị tuyên án 5 năm. Anh ấy rảnh rỗi sẽ đến sân dãy điều tra cha cha. Bởi vì Henderson chuyển qua làm nhân chứng nên chỉ bị tuyên phạt 10 tháng tù. Và bởi vì anh ta là người nước ngoài nên có thể ăn bít tết. Hôm nay ăn bít tết hả? Còn cứng hơn là đá nữa. Ê, đúng rồi, tôi còn có Kari nữa. Đừng có bỏ lỡ, trao đổi đi. Ừ, được. Sau 10 tháng Henderson được thả, còn đi du lịch nước ngoài. Sau 3 năm rưỡi tôi cải tạo tốt nên được thả trước hạn, sống nốt quãng đời còn lại với bà Tư. Tiểu Tư, sau khi tôi ra tù không dám nói Hồng Kông không còn tham nhũng, nhưng mà ít ra không có ngang nhiên như ngày xưa, không nể nang ai hết. Đế quốc tham nhũng từ đó không còn tồn tại nữa.